Nè. Wow. Đại loại là Duy là chung thủy. Nó không có người khác theo đuổi của mình, mà mình cũng không có theo đuổi người khác. Cơ bản là cái chỉ của về tình duyên nó sẽ không có xuất hiện ở đây. Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Thì có rất là nhiều các bạn là hỏi Duy là sao gần đây thì không thấy anh Duy đăng clip đi giao xe ở tỉnh ha. Thì bởi vì là thực ra là các bạn trong một cái thời gian cũng hơi lâu một chút xíu ha, là Duy sẽ ít đi tỉnh hơn một chút xíu, bởi vì là chắc là do dịch đó anh sĩ hả? Chắc là do dịch đó. Đó thì thông thường là khách hàng nhận xe thì thường là ở Sài Gòn mua là nhiều hơn ở tỉnh các bạn. Đó cho nên là Duy sẽ có những cái buổi giao xe ở showroom là thường xuyên hơn. Đó, và ngày hôm nay các bạn là Duy mới bắt đầu là cùng với anh sĩ cũng như là cameraman đang đi đến một cái tỉnh ở miền Tây các bạn. Thì với cái tỉnh này các bạn, khi mà nhắc tới là cây dừa ha, vùng đất trồng rất là nhiều dừa, cũng như là khi đặc biệt ở đây là cây dừa trồng ở một cái vùng đất này, khi mà các bạn uống thì nó sẽ cho một cái vị ngọt, coi như là nó rất là ngọt cũng như cực kỳ thanh luôn. Đó thì nói tới đây thì chắc chắn các bạn cũng đoán ra được là cái tỉnh nào rồi ha, đó là thành phố Bến Tre, thuộc tỉnh Bến Tre. Đó thì Duy đang trên đường đi giao chiếc xe Mercedes-Benz C300 AMG này cho một vị khách hàng cũng rất là đặc biệt luôn các bạn. Đó thì khách hàng của Duy thì là một bậc thầy về phong thủy. Đó, một bậc thầy về phong thủy luôn. Đó, cũng như là thuộc cái Hiệp hội Phong thủy Quốc tế, cho nên thầy cực kỳ giỏi luôn các bạn. Đó, và một cái điều nữa là Duy rất là tự hào cũng như là rất là vui, bởi vì là mặc dù thầy á là cũng quen biết cũng như cũng biết rất là nhiều những cái bạn bán hàng ở trên mạng, các bạn cũng có tìm hiểu cũng rất là nhiều rồi, nhưng mà thầy quyết định gọi cho Duy cũng như là rất là thầy cũng cực kỳ quý mến anh sĩ luôn các bạn. Đó, và ngày hôm nay á, là cái chuyến giao xe này á, thì thầy nói là anh sĩ phải đi giao chở cái xe cho thầy. Đó thì đây là một cái điều mà Duy cực kỳ vui luôn. Đó, bởi vì là thầy là một vị thầy về phong thủy nữa các bạn. Đó, rồi cũng xem rất là nhiều người, nhưng mà thầy quyết định thầy gọi mình thì đó là một cái điều mà cũng mình rất hãnh diện đúng không anh sĩ? Ha. Đó thì đó coi như là phong thủy của mình chắc cũng ok, cho nên thầy rồi mới gọi cho mình. Đó, và trước đây á thì Duy cũng đã biết thầy rồi các bạn, nhưng mà Duy không nghĩ là thầy sẽ gọi Duy mua xe, bởi vì là trước khi mà thầy mua xe thì Duy cũng có theo dõi thầy một thời gian rất là dài, bởi vì thầy có một cái kênh YouTube là Chào Ha Việt. Đó, thầy thì chuyên hướng dẫn về phong thủy cũng như là cái cách mà để chúng ta để những cái vật dụng phong thủy cũng như là thờ cúng ở trong nhà rất là hay. Đó, và Duy là một cái người kinh doanh nữa, cho nên là Duy thông thường là Duy sẽ theo dõi thầy rất là nhiều. Nhưng mà một cái ngày nọ các bạn, đó thầy sẽ gọi cho Duy để mà mua xe. Đó thì Duy cực kỳ bất ngờ luôn. Đó, và thầy á các bạn thì rất là dễ thương luôn. Đó thì một lát nữa thì Duy sẽ không có nói nhiều nữa, một lát nữa đến nơi gặp thầy để giao chiếc xe Mercedes-Benz C300 AMG cho thầy á, thì Duy sẽ mời các bạn gặp thầy cũng như là giao chiếc xe này cho thầy luôn nha. Đó, và một điều nữa các bạn, thì thầy á thì có xem phong thủy luôn nha, có xem phong thủy luôn, cho nên là một lát nữa thì các bạn nhớ đón xem clip nha. Duy sẽ nhờ thầy xem giùm Duy phong thủy của Duy cũng như là xem giùm Duy chỉ tay. À, để coi vận mệnh của mình năm nay nó sẽ như thế nào ha. Ok, hẹn gặp lại các bạn tại thành phố Bến Tre để mà giao chiếc xe C300 cho thầy Giang Chen nha các bạn.
bây giờ thì Duy đã tới thành phố Bến Tre rồi các bạn. Thì còn khoảng tầm hơn 5 phút nữa thôi là Duy đã đến nhà thầy Giang Chen rồi ha. Thì ngày hôm qua các bạn là thầy gọi cho Duy ha, thì thầy nói là giao xe cho thầy ở trong khoảng tầm 8 giờ, 9 giờ đó. Thì khoảng tầm 6 giờ thôi là thầy căn dặn rất là kỹ các bạn, thầy 6 giờ đi được rồi đó. Thì ở đây thì không phải là 6 giờ đi ra khỏi công ty để mà thầy lấy giờ lấy ngày gì, không phải các bạn, mà là thầy sợ Duy là với là anh Sĩ mấy anh em là đi sớm quá nó mệt thôi đó. Thầy căn dặn rất là kỹ đó, cứ đi 6 giờ không cần phải đi sớm, tại vì Duy tính nói là thầy là khoảng tầm 4-5 giờ là Duy đi rồi, thì thầy nói thôi sớm quá mất công mấy anh em mệt đó. Thì thầy dặn kỹ lắm ha, cực kỳ, thầy cực kỳ dễ thương luôn các bạn đó. Thầy nói không biết là giao xe cho ai đi sớm đi trễ như thế nào, nhưng mà thầy thì không cần phải đi coi như là khuya đâu, cứ đi giờ đó đi cho nó khỏe thôi đó. Thầy coi như cực kỳ dễ thương luôn các bạn. Còn khoảng tầm 5 phút nữa thôi là tới nhà thầy rồi. Từ showroom của Duy các bạn đi đến thành phố Bến Tre thì mất khoảng tầm 2 tiếng đồng hồ thôi. Đó là tới thành phố Bến Tre rồi, cũng rất là gần. Thì qua cao tốc một chút xíu thôi là chạy một đoạn nữa thôi là tới thành phố Bến Tre rồi. Vô uống miếng nước. Dạ. Từ từ. Xe thầy đang để dưới á. Dạ. Nãy giờ thầy đợi lâu không? Cũng sáng giờ đang chuẩn bị sớm. Mỗi lần vô phòng của thầy là thấy nó thoải mái ghê. Gọi Duy Phan mới chào. Dạ. Cảm ơn thầy. Anh Sĩ có xuống không Duy? Dạ có, anh Sĩ đang để dưới á. Duy xuống hồi mấy giờ? Đi hồi. Thì thầy dặn đi 6 giờ đó. Hơi đâu mà đi sớm làm chi? Sớm cực chứ làm gì? Sợ kẹt xe rồi thôi thầy, nhưng mà bữa nay không có kẹt xe. Hồi tối rồi mới thấy giao xe. Dạ. Dạo này làm gì mà mua. Dạ. Mua xe 300 nhiều quá trời ha. Bữa giờ thầy thấy giao xe 300 không à. Hai người nữ á, hai bé nữ nào gì hình như là nội thất nâu. Dạ. Thấy đều thấy xe 300 hết luôn. Có một cái clip nữa con cũng giao với xe 300 nữa mà không có đăng. Khách hàng không có đăng. Cũng lại là dạ, cũng là C300 nữa. C300. Có mấy cái xe giao nhưng mà nhiều khi khách không muốn xuất hiện trên mạng. Chỉ quay clip để là kỷ niệm thôi. Dạ. Nay đẹp ha. Dạ. Uống hồng trà đi. Bữa nay uống hồng trà thầy. Bữa giờ thầy cho uống trà ô long phải không? Bữa nay uống hồng là trà ô long. Còn hôm nay nó đúng ra là không phải hồng trà nữa mà nay là phụ nhĩ. Lâu đãi cho Duy uống. Thầy bị ghiền trà hả? Bị ghiền. Thầy nói trà này trà gì thầy? Phổ nhĩ á. Này là phổ nhĩ chứ. Phổ nhĩ hả? Một hồi Duy uống Duy sẽ có cái mùi rất là béo. Trà mà béo đúng không? Ngộ đúng không? Một xíu sẽ được cái mùi rất là béo. Đó, thầy qua trà nghệ thuật không? Quen rồi. Quen rồi chứ, rót trà mà không quen nó cũng khó rót lắm á thầy ha. Nó không quen khó. Sao có nghe sao mà bạn kia không có về không? Chắc Tiến bận thôi. Thầy hôm qua Tiến có gọi thầy, Tiến nói là Tiến không về được. Con mắt cái gì đó, đại loại hôm qua thầy chạy ở ngoài đường không có nghe không được. Không nghe hả? Cái gì bận khách hàng cái gì cái này mới đó. Sao kỳ vậy? Tôi điện trước rồi mà sao không có thu xếp nữa. Thầy thông cảm đi, có gì đợt sau con về riêng. Trời ơi, lâu lâu mới gom được anh em về hết. Thì đó, Tính rủ nó đi theo chơi luôn cho vui. Tiến cho nó vui mà. Con xuống mời anh Sĩ lên phòng đi, hơi đầu ở dưới chị. Để lát thầy xuống nhận xe luôn. Thôi lên uống miếng nước. Nè cái bữa đi qua mất tiêu luôn. Thì đó. Trời ơi, quên mất tiêu luôn, không có nhớ. Chạy qua tới khúc Tân Bình mới sực nhớ lại. Lát lắp cho thầy. Rồi là hết luôn, tất cả xong hết không gì? Dạ xong rồi thầy. Lát thầy xuống thầy xem. Cũng đang rất là muốn coi cái gì đó sao. Ủa thầy xem rồi mà.
Thì nhưng mà bây giờ nó ra thành hình đó, đầy đủ hết rồi hả? Đầy đủ hết tất cả mọi thứ thì trải nghiệm nó coi làm sao. Dạ. Mới ngày hôm qua thầy thi bữa thứ 6. Dạ. Thứ 7 chủ nhật nó không làm. Thứ 2, thứ 3 nó cấp tốc nó làm cho thầy. Là hồi tối này là nó từ bên Cần Thơ nó phải chạy qua nó đưa cái bằng cho thầy. Trời. Nhanh vậy thầy? Hả? Nhanh vậy? Thường là phải mười mấy ngày mấy nó báo chính xác là 20 ngày. À. Thầy kêu thầy nói thì bây giờ ráng hỗ trợ tôi phần đó đi, giống như Duy thôi, nhanh gọn lẹ ngon lành là xong bữa 5 giờ chiều ngày hôm qua. 6 giờ ông thầy ổng gọi, thầy có bên đây không? Ừ. Để cho lính chạy qua đưa. Thì tới 9 giờ mấy, 9 rưỡi là nhóc nó qua tới. Thì nói ừ rồi đưa đây, là đưa bằng lái, hồ sơ đầy đủ. Ồ, thầy mới thì bằng lái xong luôn các bạn. Mua xe trước khi có bằng lái rồi. Đúng lấy rồi. Xe xong là có bằng lái luôn. À. Thầy. Anh sĩ. Chào anh sĩ. Vô uống miếng trà. Trời ơi. Tôi nói hôm nay tôi đi mà tôi phải chỉ kêu Di là phải kêu anh sĩ đi. Không có ai hết á. Bữa hôm anh sĩ về sớm không? Về chiều tới đâu 4-5 giờ về. Như hả? Ờ. À, lúc đấy qua đăng kiểm nữa. Qua đăng kiểm là nó làm nhanh không? Nhanh lắm, qua xe đầu tiên. Mấy nay đâu có đi giao xe hả gì? Dạ có giao ở cửa hàng đó thầy. Ờ, à, chứ không có đi tỉnh đúng không? Dạ không có tỉnh. À, bây giờ mấy anh em hỏi nhiều lắm luôn sao? Thì một phần á là đi giao xe là không muốn lên showroom nhận, là để cho Duy đi giao xe về tỉnh để cho anh chị em ở kênh của Duy đi có cái clip hay xem. À, nói chung là Duy bán hàng là phục vụ rất là đầy đủ từ A tới Z, mọi cái nhu cầu gì đó đều phục vụ tất cả, chỉ khách hàng lên tiếng là xong, bỏ đó Duy làm hết tất cả. Thầy rất ưng ý, very good luôn. Dạ cảm ơn thầy nhiều. Anh vào cái phòng của thầy anh nghe thấy thư giãn không? Nghe nhạc, nghe cái mùi hương cho trầm á. Mùi trầm. Trầm hương. Mùi trầm á anh sĩ. Mấy cái này là trầm hương hết nè anh sĩ. Cái này trầm hương hết đúng không thầy? Đúng rồi. Cái gốc này là gốc trầm nó nuôi, chứ không phải là hàng rừng. Dạ. Yeah. À, hàng rừng thật sự thì không có chừng. À. Có một khúc nhỏ bên ngoài địa tạng á, là rừng á, là của thằng đó của Phước Sơn của Quảng Bình luôn á. Chỗ này á thầy? Khúc đó đó, ờ. Khúc đó đó là trồng rừng. Còn những cái khúc mà ở đây thì nó là hàng cũng nuôi trồng, nhưng mà nó không phải là của rừng. Nhưng mà nhìn nó cũng tự đúng nhiên rồi. Ghê thầy. Nhưng mà cái độ dầu á, Duy nhìn thấy cái này nó trắng hơn, nó không có được đen bằng cái thằng kia. Ừ. Cái thằng kia nó đen sậm luôn, Duy lấy xuống Duy xem thử. Đó, cái thằng kia nó đen sậm luôn. Với lại là cái hàng của Việt Nam mình Phước Sơn á, thì nó đã tuyệt chủng rồi, cho nên là không đúng còn rồi. Mà tính bằng giá trị nữa, là không có tính bằng tiền nữa. Dạ, yeah. Cái này là giờ là hàng tuyệt chủng rồi. Tuyệt chủng hả thầy? Đúng rồi. Thì nè, chỉ anh chị thấy không anh chị, nó đậm hơn rất là nhiều anh chị. Cái dầu á. Dầu á, cái màu đen đen là dầu, tinh dầu. Trầm là dầu, chứ không phải trầm là cái cây. Chứ không ngửi được đâu, như phải... Con lấy cái hộp quẹt cho thầy coi. Không, con biết rồi. Bữa thầy có đốt thử. Rồi, à. Thầy có đốt thử. Thầy đốt ở đây nè đúng không thầy? Nè. Đúng rồi. Cái này thì nó nuôi trồng nhưng mà được có một cái là nó không có thiên nhiên nhân tạo, nhưng mà nó không có tác động thuốc vào. Anh đó. Sĩ thấy một khúc gỗ một vậy á, nhưng mà giá trị nó rất là nhiều anh sĩ. Cái đấy còn bao nhiêu? Gỗ mục đúng rồi, tôi cũng hay đùa tôi kêu bằng gỗ mục á. Cái đó thì bây giờ không có tính giá được, tại vì hàng nó tuyệt chủng rồi thì ai có nhu cầu hoặc là mình hữu duyên thì mình chia sẻ lại, chứ nó giá thì cũng không còn. Ví dụ như mấy này thì mình dễ dụng khúc này mấy chục triệu, nhưng mà cái đó thì không còn tính bằng ấy được bằng nữa. Tiền nữa đúng rồi, tại hàng Duy biết rồi, hàng tuyệt chủng thì nó sẽ đổi giá cao lên. Như hồi bữa hổm có nói gì đó là bên nước ngoài họ thu mua đồ của Việt Nam mình quá trời luôn. Cái năm mà dân Việt Nam mình họ chưa có sử dụng tới trầm á, bây giờ họ mua cái bây giờ bên nước ngoài Trung Quốc, Campuchia để cái họ bán ngược lại cho Việt Nam mình mà với giá cao quá, gấp mấy lần, gấp rất là nhiều lần luôn. Nó uổng có cái chỗ đó, mà hồi xưa thì dân Việt đâu có ai mà kinh tế cái mức độ mà để chơi những cái món hàng xa xỉ này đâu, cho nên là bây giờ mình phải chịu và chấp nhận mua lại những cái món hàng đó.
thầy đang đốt là đang đốt trầm ở trong cái hộp đó thầy. Đúng rồi đó. Nó là cái này là như, nhưng mà một là mình để miếng mình xong bật quẹt xong, hai nữa là thầy bỏ vô cái lò mình xay ra thành bột, mình xong mình điện như vậy nó tiết kiệm hơn. Ừ. Nó thoảng hoài thoảng hoài. Ừ. Con thử con chăm trà coi có gung không. Như vậy thì nó nóng mình à, gung anh thầy ơi. Không quen lòng cộng lắm. Bởi vì hồi xưa mà về làm dâu á thầy là hay là chăm trà cho. Đúng rồi. Đúng không thầy? Cái văn hóa của Nam Bộ mình á, chăm trà như thế này nó có một cái câu chuyện. Không phải tự nhiên nó xuất hiện ra một cái ly này. Cái ly này là cái ly tống. Tác dụng của nó là để trộn trà cho đều. Trà với rượu nó nghịch nhau. Cái thằng rượu á là nửa phần trên đổ lên trên là nó sẽ rất là đậm, nó ngon nhất. Thằng trà từ nửa bình đổ lên trên nó lại loãng nhất. À, trà nó lắng ở dưới. Nó lại đắng. Vì thế những ông chú ông bác mà kiểu tỉ rễ đi về chăm trà cái hồi xưa cái đó, cái vấn đề đó, dù những cái hàng ly mình xóc ra như vậy, đó là lý do mình chăm qua một lần là nó được nửa bình trên là nó lạ. Bắt đầu mình lại chiêm lại từng nửa bình dưới. Chứ không thể nào mà một ly đi ghi chăm đầy là cái ông ly đầu tiên là lạc nhẽo liền là... rồi cái ông ly cuối cùng là uống là thành trà quạo luôn đó. Thì từ lúc đó cái tống này nó mới ra đời để mình đổ hết cái nước vô đây, là về vấn đề về cái mà mình nhìn thấy á, là cái chuyện mà nó pha cho nó ngon. Còn về cái chuyện mình không thấy cái ý nghĩa qua cái tống này để là mình dung hòa mọi thứ đó, mình uống vừa ngon mà vừa có cái ý nghĩa trong trong đó nữa đó, thì nó làm cho ly trà ngon hơn. Bây giờ thầy lúc nào cũng phải chăm qua đây rồi xong rồi thầy mới chăm ra cái chén nhỏ. Nhỏ đó thì nó là như vậy đó. Bữa nay uống trà anh thấy thầy anh sĩ không mới biết anh sĩ hả? Đó. Thầy là uống trà là ngày nào cũng là từ sáng tới chiều trà mà. Nó quen luôn. Hồi xưa tôi uống nước đá không à, không thể nào uống nước nóng được á. Từ lúc mà đổi sang uống trà rồi cái không uống nước đá là được, mình không thích luôn. Thích uống nước lọc còn không là uống trà. Đó. Ví dụ như anh sĩ uống trà nhiều như nãy vừa mới nói, anh sĩ cứ chăm uống hoài đại vậy nha. Chứ anh hết lõm rồi anh cũng vẫn uống. Trường hợp mà anh uống trà xong á, cái anh quên uống nước lọc á, anh đi công tác anh chạy đâu cái anh quên uống, thì hai ba bữa sau anh sẽ nóng. Anh sẽ nóng khó chịu, nổi mụn rồi vệ sinh khó khăn. Đó là cái chuyện hệ lụy của trà thôi. Nhưng mình uống trà mình chăm hoài trở thành nước sôi luôn, mình uống nó như nước lọc luôn thì nó lại lõm ra. Đó, có nhiều người họ bảo là uống trà nóng là lý do là mình uống sai cách. Bản thân này xưa thì cũng vậy thôi. À. Có khi mà uống á, một tuần lễ thì uống 4-5 ngày xong cái tới chừng bị nóng lên nổi mụn này kia nọ, cơ thể mình nóng khó chịu là phải xả ra mấy bữa. Không biết ý nghĩa nó, ủa tôi cũng uống vừa trà xanh vừa trà ô long vừa hồng trà quay vòng tất cả các loại trà chứ đâu có uống trà xanh không đâu mà sao nóng. Mà cuối cùng là mình uống toàn là cái cốt của nó không à, mà mình quên đi uống nước lọc hàng ngày luôn. Đó là ra nó nóng mình khó chịu, là uống trà đúng cách nó là vậy. Như là uống trà là phải uống, nếu mà không uống không thường xuyên là phải uống thêm nước lọc. Đúng rồi, để nó loãng ra loãng chứ ra. Không nó hấp thụ cái trà vô làm nó nóng cơ thể mình, thành thử ra mình uống càng ngày càng uống nó không có lợi cho sức khỏe mà nó gây bệnh. Nó cũng biến trầm luôn á. Trầm luôn. Ở đầu của thầy cũng có trầm hết. Lung tung mấy hộp đó cũng trầm không đó. Ừ đúng rồi, mấy cái hộp đó là thầy gửi cho khách đó, gửi cho gia chủ họ Thịnh đó. Bữa rồi là thầy lên Sài Gòn đó, thầy đúng. Cũng đi gửi qua Mỹ hả thầy? Đúng rồi, bữa Canada hay Mỹ thầy nói. Bữa đi là Canada, còn Mỹ hôm qua thì mới gửi. Thấy C300 nó đầy đủ những cái công nghệ này cái nọ luôn. Mà lên cái thằng E300 á, cái chiếc E300 này rất là thích. Nhưng mà điện bên Duy là Duy nói là cái dòng mẫu cũ hết rồi. Do nó cập nhật mà mình là mình nhà máy nữa, mình là cái gốc nữa, cho nên là nó sẽ bỏ liền, nó không để lại dòng cũ. Đó. Nhưng mà con nghĩ thầy là chắc chắn thầy sẽ lấy chiếc S rồi. Đúng rồi, nếu như bữa đó lên mà gặp Duy mà trải nghiệm sở thị sờ chạm vô ngồi thử là chắc chắn sẽ chốt dòng S không chạy khỏi. Chỉ xem trên mạng thôi, cũng xem trên mạng là cũng dòng S, mà đúng là dành cho anh chị nào mà xem cái video của Duy, nếu như mà mua ha, kinh nghiệm của tôi chia sẻ lại là anh chị nên đến showroom xem trực tiếp chiếc xe, nó sẽ khác biệt. Tôi cũng xem cái dòng S. À, trên mạng thì mình cũng biết nó thông số là nó dài dài, nhưng mình không có biết được cái sự hình dung trải rồi. Nghiệm được nó bề thế, nó sang trọng như thế nào. Cho nên giờ tôi lấy chiếc C300 đó. Nếu mà lần đó mà tôi lên
trực tiếp lên showroom mà tôi xem là chắc chắn đó, nên anh chị lưu ý cái này mình mua mình đừng hối hận đó là như vậy, rất là hay. Nhưng mà thật ra là chia sẻ với các bạn luôn, thầy là lần đầu tiên sở hữu xe Mercedes-Benz đó, mặc dù xe ô tô trước đó là thầy cũng đang sử dụng rồi, nhưng mà đây là cái chiếc xe Mercedes đầu tiên thầy mua đó, cho nên là con nghĩ là thầy đi chiếc xe này là nó cũng rất là ok rồi. Với lại thầy cũng mới lái bằng lái này thôi thầy cũng đâu có chạy gì nhiều đâu, đúng không? Đúng rồi đó. Thì thôi thầy cứ tạm thời đi cái chiếc xe C này một thời gian đó, mốt thích mua thêm chiếc S nữa cho tài xế chở, còn chiếc này thầy chạy vòng vòng Bến Tre nhất định rồi, mong là năm sau sẽ lấy được dòng S đó, rồi sẽ có những cái video giao xe, rồi cũng sẽ nhờ Duy hỗ trợ để cho tất cả anh chị trên kênh của Duy để xem. Bữa giờ mấy bạn hỏi nhiều lắm thầy, mấy bạn hỏi dạo này sao không thấy anh Duy đi giao xe ở tỉnh để có clip xem, mà clip phải dài nha, coi cho nó sướng. Đúng rồi, hồi trước có cách đây 1-2 năm thì cũng có theo dõi clip của Duy. Đúng là đi giao xe nó có nhiều cái trải nghiệm, ở mỗi khách hàng sẽ có những cái trải nghiệm thú vị, rồi trên mỗi cái cung đường ẩm thực của mỗi vùng miền đó, sẽ có những cái trải nghiệm khác biệt mà các bạn xem. Thầy cũng là một cái người mà thầy không nghĩ được thầy sẽ mua xe Mercedes đây. Thầy xem, thầy chỉ xem này là ước mơ thôi, nhưng không, mình phải cố gắng mình sẽ sở hữu được. Thầy cũng là một trong những người thầy nói đã không bao giờ mua được chiếc Mercedes đâu, nhưng mà đừng bao giờ nghĩ chuyện không bao giờ, mà mình nghĩ chuyện có thể đó, từ có thể mà bây giờ gặp được Duy ngày hôm nay, nó hỗ trợ quá nhiệt tình cho thầy tất cả mọi thứ. Mặc dù tìm hiểu rất là nhiều nhân viên sale khác, nhưng mà mình có cái tình cảm và cái dịch vụ tốt là mình chọn và sẽ đồng hành tiếp nữa, về sau nữa. Dạ, cảm ơn thầy rất là nhiều. Thầy thì cũng có một cái kênh YouTube coi như là rất là nổi tiếng các bạn. Thì trước khi mà Di gặp thầy thì thật ra là Di cũng có theo dõi những cái clip của thầy trước đó rồi. Cũng tại vì mình cũng là một người kinh doanh mà, thì thầy thì hay hướng dẫn về phong thủy, cũng như là cái cách mà để những vật dụng phong thủy trong nhà, cách thờ cúng như thế nào thì các bạn qua xem rất là hay. Kênh của thầy là Trà Hoa Việt hả thầy? Đúng rồi, Trà Hoa Việt. Được subscribe cũng rất là nhiều các bạn. Các bạn vô xem thử ha. Sẵn ở đây thầy cũng nhắn nhủ với mấy quý gia chủ của kênh YouTube Trà Hoa Việt của thầy luôn. Thì nếu ai có quan tâm và thật sự mình thay đổi, hoặc là nhờ những pháp phong thủy mà của tôi mang đến cho các quý chủ đạt được sự lợi lạc rồi, chuyện đầu tư kinh doanh buôn bán làm ăn thành tựu rồi, thì cái việc đầu tiên quý chủ nghĩ đến là từ thiện, kế đó nữa là mình phục vụ cho bản thân gia đình của mình. Thì nếu ai quan tâm về dòng xe mà xe Mercedes-Benz thì quý chủ hãy liên hệ với Duy. Số điện thoại Duy nhiêu Duy? Dạ, số điện thoại của Duy là 0914653979. Đó, thầy sẽ để lại cái số điện thoại dưới màn hình cho quý chủ được rõ liên hệ Duy. Và nhớ là nói là tôi bên thầy Giang giới thiệu qua, thì các anh chị cũng như là quý chủ sẽ có những cái ưu đãi đặc biệt mà Duy sẽ gửi đến cho quý gia chủ ha. Dạ, đó là một điều chắc chắn luôn á thầy. Cảm ơn thầy rất là nhiều nha, và cảm ơn quý gia chủ của thầy rất là nhiều, và chúc cho quý gia chủ của thầy Giang là lúc nào cũng là công việc thuận lợi ha, mọi thứ thì đều coi như là lợi lạc, kinh doanh buôn bán coi như là lúc nào cũng mua mai bán đắt. Cảm ơn Duy thay mặt quý gia chủ, cảm ơn Duy rất nhiều đã hỗ trợ cho thầy, cũng như là sẽ còn hỗ trợ cho những quý gia chủ của thầy trong những lần sắp tới. Thôi mình uống hết cái này, cái mình xuống dưới mình nhận xe ha. 9 giờ luôn hả thầy? Cái này để nguội uống cũng được, gì nó không có bị chát hay gì. Cái này pha với sữa uống được không thầy? Trà sữa. Đúng rồi. Đây nè, cái thằng trà sữa nó làm á, là cái thằng này nè. Nhưng mà nó làm cái dòng mà cực kỳ thấp, thiệt là thấp. Để nó pha với trà sữa là đây nè. Ồ, vậy cái này pha với trà sữa uống ngon lắm á. Đúng rồi, là pha với trà sữa, là hồng trà, là cái này nè. Dạ, có chân châu vô cái nữa thôi, bá cháy luôn ha anh chị. Trà tưa. Trà tua gì đó. Anh sĩ cũng xì tiên quá. Dạ. Rồi thôi giờ thầy xuống dưới thầy xem xe. Dạ.
Dạ, xuống dưới xem xe. Rồi mời Duy với mời anh Sĩ đi luôn á. Dạ. Chị xuống dưới xem xe luôn á chị ha. Thì sử dụng xe chắc cũng thầy cũng biết nhiều rồi đúng không? Hả? Thì xe này thì hoàn toàn chưa biết gì rồi. Chưa biết không? À, thì để hướng dẫn cho thầy. Cần số nè, bữa rồi thầy lái thử rồi. Rồi. Ha, thầy biết thầy nhớ không? Nhớ. Là gạt xuống. Này, phải không? Dạ theo cái đó. Rồi. Gạt xuống là D là chạy tới nè, gạt lên là R là lùi. Còn khi mà thầy xuống xe thầy bấm vô đây, B là đậu xe. À. À. Còn số N thì khi nào mình... Số N là thực ra cái lẫy này nó sẽ có hai khất nè. Có hai khất thì thầy gạt mạnh xuống là nó D, nhưng mà thầy gạt nhẹ là khất N ở giữa. À. Nhưng mà đối với xe số tự động á, thì thầy ít khi xài số N lắm. Đúng rồi. Một ít là chạy, hai là đậu luôn. Dạ, một là chạy, hai là đậu. Chế độ lái của xe á, bình thường thì cái xe của thầy nó sẽ lái ở chế độ là comfort á, nhưng mà là thầy mặc định, dạ, mặc định là comfort. Còn nếu mà thầy muốn cho nó tiết kiệm đi những cái đoạn đường trường gì đó cho tiết kiệm hoặc là như thế nào đó thì thầy sẽ muốn nó là chuyển sang chế độ lái eco thì thầy chỉnh xuống eco rồi á. Còn sport hoặc là sport cộng nó sẽ nằm ở đây. À. Thể thao, chế độ lái thể thao. À, chế độ lái trên cùng là theo lái theo sở thích cá nhân, nhưng mà thật ra tính năng này thì nó sẽ ít khi xài. Con nghĩ là thầy nên xài cái chế độ mặc định của xe là ok. Đúng rồi. À, rồi. Dạ. Thầy bấm ra một cái là nó sẽ mở ra. À. Thầy bấm một cái nữa nó sẽ mở kính luôn. Ừ. Rồi. Nắng quá. Rồi, thầy bấm đẩy tới là nó sẽ mạnh lên. Đó, à, nó hai khất tự động. Hai khất luôn. Đó, buổi tối là thầy muốn nhìn trời mây gì đó không? Thầy mở lên. Còn giờ muốn đẩy cái rèm lên là bấm cái nữa. Cái miếng kiến này là Duy cũng đã dán rồi luôn. Cái miếng kiến này bản chất của nó là kiến cách nhiệt. À rồi. Dạ, kiến nó kiến cách nhiệt. Rồi. Quá đẹp thầy ơi. Nhất nhất thần tài hả? Nhất nhất luôn. Đây là dán hay là sao Duy? Tắt ốc này. Ok. Ờ, cái này mở làm sao? À rồi, rồi. Giờ cái này giờ chỉ biết cái nước thôi đúng không? Chứ ngoài ra thầy chỉ biết là lưu ý ha, chỗ này là cái chỗ hút gió động cơ. Rồi. Thì khi mà gửi xe thì mình không có mở cái nắp này nên mình xịt nước vô nha. Rồi. Và tại chỗ hút gió thì nước vào đây nó rất quan trọng. Những cái đường xá mà ngập thầy cũng lưu ý. Rồi. Là không có được đi vào những cái chỗ ngập nước. Đó, tại vì chỗ này là cái, mặc dù cái bô e nó cao rồi nhưng mà mình phải cẩn thận cái điều đó nha. Rồi cái nước xịt kiến là cái nắp màu xanh. Ừ. Là thầy chỉ châm nước xịt kiến giùm cho con thôi. Ừ. Nhưng chiếc xe này thầy dở nắp lên thì chỉ có châm một cái nước đó thôi. Đá cốp thì thầy phải đá dưới đây. Ừ. Ừ. Không, thầy đá cái nữa. Đóng lại. Rồi. Ổn. Thật là thầy mày cảm ứng rồi, cảm ứng rồi, lóc cửa thì nó cũng cảm ứng rồi nè. Thầy bấm đây nó cũng mở. Thầy nhận biết có chìa khóa gần xe. Ừ. Cái này hồi Duy chỉ nè, chưa nãy nè, nút khóa nè thầy, nút này nút trên cùng nút khóa nè, nút ở giữa là nút mở cửa, còn cái nút bấm này giữ luôn là mở cốp. Rồi, rồi chỉ vậy thôi. Rồi bấm giữ luôn cái nữa đóng cốp. À, vô số là đua thầy. Trời ơi. Xuống D rồi. Thầy có dây an toàn chưa? Rồi thầy có dắt dây an toàn. Rồi.
Công nhận uống trà này nó nhẹ thầy. Uống trà này nhẹ, trà này thầy cho uống á. À. Phổ nhĩ nha. Phổ nhĩ gì? Không trà. Thầy có rung không thầy? Không. Không à. Chung là nó cũng hơi ấy, chưa quen thôi chứ còn rung thì không rung cho lắm. Không rung hả? Cái bữa chạy chiếc xe 200 Lucid á, bữa đó mới rung á. Thầy cảm giác được nó hơi cứng lại xíu gì? Đúng rồi. Cái vô lăng á. Đúng rồi thầy. Ừ. Nó không có bị mềm như hồi nãy lúc mà chạy chậm chậm thì thấy nó ớn ớn nha, nó mềm xèo luôn. Mà giờ lên nó hơi gắt cái vô lăng mình lại. Nặng rồi. Ừ. Dì vô quán này chưa? Dì hả? Đây. Đó, cầu Rạch Miễu. Ban đêm thì mấy cái chòi này ngon lắm, nó mát. Ừ. Đêm ngồi đây. Ừ, ban đêm ngồi đẹp lắm. Đây, nay nước cạn, mấy bữa nước đẹp lắm. Chỉ có cái này là nó nguyên cái này là có sông, còn ngoài ra không có quán nào có gần sông như vậy hết. Bến Tre cũng có một số quán về hải sản nhưng mà bù lại cái khách đó, khách hàng vô á nó hơi không có được như mình ý muốn, cho nên thầy chọn cái quán này. Này là Yến. Yến này. Ừ. Đây. Yến của nhà. Ủa, Yến của nhà thầy. Ừ. Yến thầy xuất khẩu á. Thầy tặng thân mật nên thầy không có để cái hộp đẹp. Với lại hộp đẹp chưa làm kịp. Rồi mời mọi người, cảm ơn anh chị rất nhiều. À. Anh sẽ biết một cái ấm nó bao nhiêu tiền không? Hàng chục triệu tới hàng trăm triệu cái ấm. Bình thường nhìn đâu ai biết được. Đúng rồi, không ai biết. Mở cửa vô cái phòng, nói tại phòng gì không có gì giá trị hết. Đó mà nhìn là không biết rồi. Nè anh chị uống trà anh chị có để ý không? Cảm nhận được. Hả? Chị biết uống trà nó ngon thôi đúng không? Nhưng mà mới 1-2 lần chắc chưa có ấy được đâu. So sánh trực tiếp lên nó có nhiều khách đó đến mua trà của thầy hồi xưa, thầy có kinh doanh trà, thầy pha sẵn cho họ, cũng là một cái gói trà họ đem tới nhưng mà mình pha ở. Ủa, sao một cái ấm nước trà nó sôi vậy thầy? Thầy đổ nước vô nhưng mà sao mỗi lần uống thầy rót ra nó cũng không đến nỗi nóng lắm mà. Là sao vậy? Nước sôi. Nước này rất là sôi đúng không? À. Thì chế vô cái bình trà. Ừ. Rồi thầy rót ra, thì một xíu mình mới uống đúng không? Đúng rồi. Chứ không uống liền. Tùy trà nha Di. Ví dụ như trà xanh là ví dụ như Thái Nguyên nè, Sang Tuyết nè, là những cái loại trà xanh hay mình gọi là trà Bắc đó. Dạ. Thì mình pha nước là 85 độ cho tới 80 độ là chuẩn nhất, nó không bị cháy trà. Dạ. Nhưng mà khi Di rót ra trà đó Di phải uống ấm. Uống nó mới không chát. Uống còn ấm uống ấm uống nóng. Còn ví dụ như cái trà phổ nhĩ hồi sáng mình uống, Duy có thể để nó nguội ngắt luôn, uống vẫn được bình thường. Và nó có khi nó ngon nữa đó. Ủa nhưng mà trà thầy nấu nước là khoảng bao nhiêu? Thường trà đó mình nấu nước khoảng bao nhiêu? Trà nào Duy phổ nhĩ sáng hả? Phổ nhĩ thì mình nấu 100 độ. Còn sôi 100 độ luôn. Còn ô long á 90, 92
có một số dạng ô long đặc biệt nó ở những cái vùng núi tầm 2.500m trở lên, như cái loại bơ hẩm mà thầy pha cho Di uống, loại đó 100 độ vô luôn. Uống béo béo, thơm mùi lê, thơm mùi trái cây tươi. Những cái trà ô long đó Di pha trong những cái ấm bình thường á không ra được đâu, nó ra như nước sôi vậy, nó không ra được cái hương đó. Rồi thì hôm nay đãi Duy với anh em là, thứ nhất là cái này là gỏi tép rong bông bần, là cái trái bần của mình á, cái cây bần ha, này tép chua chát chát, đúng rồi, đúng không? Cái đây nè, nhìn thì phải kỹ, nó là những cái này nè Duy ơi, chứ không phải là đó. Ủa vậy hả, chứ đó. Không phải là trong cái trái gì hả? Cái bông á, cái bông ở bên ngoài thôi, đúng rồi, là những cái dụng dụng vậy nè, chứ không phải cái này, cái này là hành lá đó. Còn cái tép này thì tép kiểu như nó họ đóng đái, họ đóng xong á. À, chào với xong mày lên luôn, đúng rồi, rồi đem lên đây họ thực hiện món. Rồi cái này thì là 100% là đồng quê, cái này thì nó không có đồng quê tí nào, cái này là nó là cá tầm nướng muối ớt, một cá ít tầm. Cá tầm thường nuôi ở vùng nước lạnh, đúng rồi, cái này thì nó thuộc dạng bên hải sản rồi chứ nó không phải là đồng quê nữa. Mình lấy ra một phần mình nướng muối ớt, còn một phần nữa mình sẽ nấu lẩu. À, còn cái cuối cùng cái này là cái cơm trái dứa, nó làm kiểu như là hải sản nhưng mà nó hơi chua chua một xíu, ăn nó không có bị ngán đó. Đẹp quá, món này thiết kế đẹp quá. Ừ, này nhìn hấp dẫn ha. Cái này là thầy, cái này thì nó là vừa có sắc hương mà vị luôn, thằng này ăn rất là ngon. Ừ, nếu mà để mà lượt qua hết luôn, chọn mà đứng top ấy thì thằng này, này rất là ngon. Nhưng mà thầy muốn ăn này rất là khó, lý do là con cá nó bán nguyên con nó, mà một con cá. Đúng rồi, thì hôm nay nhờ có gì thầy mới được lại ăn món này. Rồi, mời thầy. Rồi, anh sĩ dùng đi. Ngon quá. Rất là ngon thầy, tươi. Ừ. À. Ngon. Giòn giòn, gỏi nó giòn giòn. Nó hơi, nó bông bần, nó hơi có cái vị chát. Mình nó thơm thơm. Đúng rồi. Cái này là thầy đúng không? Đúng rồi đó. Cái này nó chát lắm á. Duyên không thì nó sẽ chát. À, chát chát giống như chút sống nữa. Đúng rồi, nhưng mà bù lại con cái nó là thiên nhiên, nó không có phân hút gì cả. Cái đó mình nói thôi nha, còn không biết người ta có phân thuốc gì. Là vậy, nhưng mà bông bần ai trồng mà thầy nói phân thuốc, cái này chắc là thiên nhiên 100%. Thiên nhiên, không có ai mà xịt thuốc lên cây bần để mà lấy cái bông hết. Đúng rồi, đúng không? Tép này thì cũng vậy thôi. Này Duy, đi thử đi. Cho mình đập 4 góc. Nó có nổ không chị? Đập cái này, đập cái này nè. Mạnh lên. Xách lên đại luôn đi. Ừ. Em đặt về đúng rồi đúng không? Mà ăn là tốn một cái nồi vậy. Ồ, kinh nghiệm rồi đó. Chắc là nữa là kinh nghiệm đó. Đó. Cái nữa. Còn là cái dính khoát luôn à. Ô, hồi nãy quên đã chị đập. Thôi, anh đập. Quên. Cái nắp này, cái nắp đập cái. Anh đập đi, anh đập đi nè. Rồi. Wow. Wow. Thầy thấy mấy bạn trẻ đi cái này là hay hay gọi món này để quay video clip lắm nè. Đập đập nè. Ăn no rồi đó thầy. Giờ chắc chuẩn bị về phải không? Đúng rồi. À, nhưng mà thôi nhờ trước khi về nhờ thầy xem coi năm nay có được làm best sale tiếp nữa không? Chắc chắn rồi, Duy phải đứng top chứ. Thầy chưa coi mà. Coi tới nào thầy? Rồi cái này sẵn ở đây chỉ cho Di luôn để mốt Di biết. Dạ. Bữa hổm có nói với
cái chị kia rồi, dạ. Chị bên Tiến á. Rồi. Rồi cái này là mình hướng dẫn luôn. Nếu như mình đi xem tử vi, dạ. Mà ai mà nói nam tả nữ hữu, dạ. Là thôi đi về, dạ. Không có chuyện đó xảy ra. Cái chỉ tai là một cái điều nó rất là khoa học. Vì nó khoa học, nó chính xác cho nên người ta nói đúng, bắt đầu người ta mới bắt đầu, người ta mới vẽ được mình. Chứ nếu như ngay từ đầu những cái dữ kiện đầu mà cái người thầy đó, cái người bà đó, người cô cậu đó không nói đúng thì làm sao họ vẽ mình tiếp được, dạ. Nó được một cái vị bác sĩ trong Âu, mà thầy quên cái ông đó tên gì rồi, dạ. Viết ra cái này, dạ. Cho nên là họ quy ước là tai bên trái là tai thiên cơ, tai bên phải là tai hiện tại, dạ. Thiên cơ có nghĩa là tương lai, tương lai. Hiện tại thì trong vòng 6 tháng, dạ. Nhưng mà Duy nên biết được là có người theo những thuyết về Phật giáo thì họ nói là những cái sự việc mà mình làm trong vòng 9 tháng cho tới 1 năm, yeah. Nó sẽ ảnh hưởng với cái đường chỉ tay của mình sẽ thay đổi, yeah. Vì thế là mình cập nhật liên tục, nó sẽ, yeah. Có phiên bản để mình cập nhật lúc nào cũng thay đổi đó. Ví dụ như nay mình làm chuyện ác nó hiện lên liền, nay mình làm chuyện tốt nó hiện lên liền đó. Cho nên là nam và nữ đều là một cái thiên cơ và cái hiện tại, không có nam tả nữ hữu gì cả. Rồi còn cái việc mà họ làm tiền, mình thành thử ra cái mê tín dị đoan là ở chỗ này. Họ xem đúng, chắc chắn họ phải xem đúng vài cái dữ kiện, nhưng họ sẽ vẽ mình tiếp, ôi chuẩn bị có cái này cái kia nha. Bắt đầu cái người đi xem chỉ tay là đa phần những người tâm lý yếu và đang gặp trục trặc cái gì đó họ mới đi xem chỉ tay. Họ sẽ khấn lại tôi lại thầy làm ơn hóa giải cho con việc đấy, là đó là mê tín đó. Là phần đó là mê tín đó. Rồi giờ coi cho về trước mắt, coi cho gì hiện tại trước là cái tay phải nè. Chỉ tay mình chỉ xem được cho bản thân mình thôi, ngoài ra không xem được cho toàn bộ gia đình của mình, dạ. Chỉ tay chỉ có là cá nhân thôi. Thì hiện tại cái chỉ tay này cơ bản về vấn đề về tài lộc thì khẳng định luôn một điều là trong lúc này Duy đang có một cái món tài lộc khá là dồi dào. Thứ nhất về công việc, thứ hai là những cái khoản làm ăn khác bên ngoài, đại loại tích cực tốt đó. Về cái vấn đề thứ hai là về vấn đề về sức khỏe. Yeah. Sức khỏe thì hiện tại cực kỳ tốt và không có bệnh lặt vặt, cũng chẳng có bệnh những cái vấn đề. Có nhiều người họ, một là họ không bệnh, hai là bệnh một cái họ bệnh nặng. Nhưng yeah. Duy ở một cái chỗ là hiện tại trong thời điểm ít nhất 6 tháng, nếu theo những cái hành động hiện tại mình đang làm nha, chứ lỡ mới chịu đi làm ác rồi thì chắc chắn nó sẽ thay đổi rồi đó, thì là sẽ không có bất kỳ một cái vấn đề về bệnh hoạn, rất là tốt. Nhưng bù lại nhân vô thập toàn, không có cái nào tốt toàn viện cả. Thì bây giờ về vấn đề về gia đạo, về tình cảm ở đây, đường chỉ tay không biết được là về tình cảm gia đình của mình, hay tình cảm vợ chồng, hay tình cảm thuộc về vấn đề về mối quan hệ đồng nghiệp, bạn bè của mình, không biết được. Nhưng gọi chung là mối quan hệ tình cảm có vấn đề, có trục trặc ở đâu đó mình không biết được. Có thể là trong công việc mình bị trục trặc với sếp hay là đồng nghiệp, hoặc là về bà xã của mình, gia đình của mình, hoặc là cha mẹ anh chị em mình, thì nó có vấn đề về tình cảm trong cái vấn đề đó. Rồi cái cuối cùng là về vấn đề tình duyên. Tình duyên là thuộc về, ví dụ như bây giờ đã có vợ rồi thì ổn. Đại loại là Duy là chung thủy, nó không có người khác theo đuổi của mình, mà mình cũng không có theo đuổi người khác. Cơ bản là cái chỉ của về tình duyên nó sẽ không có xuất hiện ở đây. Còn về sâu hơn về vấn đề tài lộc thì ở đây mình thấy được một cái điểm là vấn đề tài lộc, có một số người họ có tài lộc nhưng mà khi mà huy động số tiền lớn để họ xử lý những công việc gì thì họ không huy động được. Mình may mắn mình có được tích lũy, có nghĩa là mình không có chạm vào vấn đề tán tài, có nghĩa là có tiền nhưng vẫn tái đầu tư hoặc là để dành số tiền đó được, giữ lại được ít nhiều, thì cái đó là cá nhân mỗi người mới biết. Chứ mình không có rơi vào cái tình trạng là mình có tài lộc, mình có tài vận nhưng mình tán hết. Cái vấn đề tán tài là xảy ra ở rất nhiều các gia chủ, nhưng mà Duy có một chỗ là trong hiện tại là Duy có thể nắm được số tiền đó Nhưng mà về tổng quan thì bàn tay này là bàn tay cực. Nếu như nói cái thang điểm mà từ cực tới sướng, nếu như sướng cho là 10, cực là 0, thì thang điểm bàn tay của Duy hết tổng thể có cực có sướng thì nó nằm ở mức độ là 6.5 hoặc là tới 7, 8 nó mới sướng. Nhưng mà cũng thuộc dạng là trung bình rồi đó, cũng ổn rồi đó, học kêu bằng học sinh khá tiên tiến á. Chứ mà gọi là để sướng mà không làm á, là không có ăn là chuyện đó. Chắc chắn có một số người không làm vẫn có ăn bình thường, nhưng mà cái này là phải làm,
mà làm lại nhiều hơn người ta, phấn đấu lại nhiều hơn người ta thì mới đạt được cái thành tựu như ngày hôm nay. Cái bàn tay này ngay từ nhỏ là đã cực rồi, nhưng không có tới cái mức độ buông gánh bán bưng đi xin ăn bán vé số, không tới mức độ đó. Nhưng mà vẫn là cực hơn con người ta, vẫn phải có đi làm, vẫn phải có bươn chải, chứ không phải là đi học xong ra cái công việc ổn định, không có đơn giản như vậy. Cái bàn tay này nó là như vậy. Còn về tương lai thì bây giờ xem qua cái thằng tay trái, thì thằng tay trái xem tương lai. Tương lai của tay trái vẫn như cũ là về vấn đề về tài lộc trước. Tài lộc trong tương lai lại không có. Không biết vì vấn đề gì đó mà nó không hiện ở đây. Không có, không có nghĩa là không có. Hiểu được ý đó không? Có nghĩa là 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng nó sẽ đổi tiếp. Chứ phải nói ông thầy nó không có là mình không có luôn. À, có thể trong tương lai, trong một năm tới, có thể là mình không có một cái gì nó sự kiện làm ăn hoặc là những cái khoản gì nó bất ngờ nó đến mình. Cơ bản là cái kho của mình nó trống. À, nhưng mà không có nghĩa là không có nha. Có thể nhiều cái quý nhân giúp đỡ mình bất ngờ vào những tháng cuối năm, hoặc là mình phấn đấu thì mình sẽ đạt thôi, chứ cũng không có phải nhất thiết là quan tâm vấn đề lắm. Sức khỏe thì vẫn như vậy, không có cái chuyển biến xấu. Tình cảm thì có cải thiện từ đây tới cuối năm, nhưng mà cái này, cái bên đây thiên cơ bên đây coi lại nó rõ hơn về vấn đề về mâu thuẫn với đồng nghiệp, với lại là công việc nó hiện khá là rõ hơn thằng bàn tay bên đây. Về tình cảm á, về công việc á, sự nghiệp á, tình duyên thì vẫn như vậy thôi, không có gì thay đổi, không có trắc trở gì cả. Còn cái chuyện mà vợ chồng xích mích thì chuyện đó chuyện bình thường trong cuộc sống rồi, không có gì. Cũng phải làm lũ thôi giờ chứ. Cái hậu vận nay Duy sinh năm mấy vậy? 90. Duy sinh 90 hả? Cái hậu vận nó cũng chưa có ổn, và cái đường định mệnh chưa ra rõ, khó xem quá. Chưa có đường định mệnh cho nên chưa biết được cái cơ bản mình sướng hay mình tốt. Cái đường định mạng nó đang quyết định bởi những cái sự việc mình đang làm, hay mình gọi là mình có tạo nghiệp hay không, hay là mình đang tạo phước đức. Thì cái việc xem bàn tay này một phần là để mình tham khảo trước được mình có cái gì trong tương lai không, để mình chuẩn bị. Không khuyến cáo về vấn đề về mê tín dị đoan ở đây, có nghĩa là mình xem để mình biết được nếu như mình có trục trặc cái gì đó, ví dụ như về sức khỏe thì mình phải biết mình rèn luyện thể chất mình. Ví dụ như mình chuẩn bị mình có tài lộc thì mình phải cố gắng thực hiện công việc mình đang làm, chứ không có nghĩ là tôi có tài lộc chuẩn bị là xong, là tôi nghỉ hết tôi không làm gì hết đó. Cho nên là phải hiểu được cái vấn đề đó thì cái tử vi, đúng rồi, về tử vi nó mới phát huy đúng, chứ không có chuyện mà đi xem tử vi mà để về ẩu rẩu buồn rầu. Thì tôi khuyên thật với luôn là anh chị em xem là đừng xem chiếm công, có tiền hãy đi khám bệnh, chứ không có tiền đi khám bệnh nó lòi ra về mất sớm lo lắng. Cho nên là xem chỉ tay phải hiểu được cái vấn đề đó. À, tránh về cái việc mà mê tín dị đoan ở cái chỗ đó. Đó thì Dũng chia sẻ với Duyên vậy. Dạ, cảm ơn thầy rất là nhiều. Rồi thì ngày hôm nay là quá là tốt rồi. Nhờ Duy với lại là mấy anh em trong xe hỗ trợ cho thầy có buổi giao xe ưng ý, không có cái gì chê được hết. Là mong là thời gian tới sẽ được còn gặp Duy nữa trong tương lai. Cảm ơn Duy rất nhiều. Lúc gặp là ép á. Gặp thầy đổi chứ ép chắc chắn rồi. Chắc chắn rồi. Lúc gặp nhau là ép. Nhất trí rồi. Thôi đi luôn hả thầy? Bây giờ xin phép. Con kêu nó ấy về đi, về mình tối dùng. Duy vừa mới là giao xe xong cho thầy, cũng như là dùng cơm trưa chung với thầy luôn á. Thì bây giờ là gần 1 giờ rồi, Duy và mấy anh em bắt đầu là lên đường về lại thành phố Hồ Chí Minh. Đó thì các bạn thấy không, khi mà gặp thầy, giao xe cho thầy cũng như là tiếp xúc với thầy á, thì các bạn thấy không, thầy cực kỳ hòa đồng, cực kỳ dễ thương luôn, và một điều nữa là rất là nhiệt tình đó. Thì khi mà gặp thầy lần đầu tiên đó, ở cái bữa mà thầy đặt xe cũng như là đến ngày hôm nay các bạn, thì hầu như là thầy là quá là nhiệt tình cũng như là chu đáo với mấy anh em đó. Hầu như là các bạn thấy không, ai cũng có quà hết luôn đó. Thì thôi bây giờ Duy xin kết thúc clip tại đây đi đó. Thì đó là cái chuyến mà giao xe của Duy cũng như là mọi khi đó, thì thông thường là những cái chiếc xe mà Duy giao, Duy đều muốn mà tặng tay, giao
đến tại nhà cho khách hàng của mình. Đó thì thôi, bây giờ Di xin được phép kết thúc video clip tại đây. Nếu các bạn có bất kỳ những quan tâm nào đến những cái mẫu xe của Mercedes-Benz thì các bạn đừng ngần ngại gọi cho Di qua số điện thoại của Di là 0914653979. Nếu các bạn thấy video clip này hay thì đừng quên bấm like và share giúp mình. Đừng quên bấm nút đăng ký và nút chuông bên cạnh để cập nhật những thông tin mới nhất về tất cả những cái mẫu xe của Mercedes-Benz. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những video clip tiếp theo nha.